Thôi bữa mẹ em đi lang thang ngoài nắng vậy, không kêu vô máy lạnh. Tự đi lang thang đó. Sao lại đi lang thang hoài vậy mẹ? Cô sao không vô máy lạnh rồi, nãy giờ con kêu cô vô máy lạnh rồi. Nè coi nè, bữa cái tự ngồi ngoài đường ngồi bới cơm ăn này nè. Đó. Mà ai xúi vậy? Ủa ai chụp nắng? Con chụp trên mình cho người đi đường chụp nè. Cô mai mốt cô vô máy lạnh ngồi đi, cô ngồi ngoài nắng là người ta không biết tay chụp hình, người ta nói Lê Dương đó. Rồi người ta cập. Giờ mày đi đâu mẹ ai đó cũng biết Lê Dương mẹ Lê Dương 45 mà tại sao lại như vậy? Biết luôn nó bịch nó người ta vẫn biết đó cô. Nhìn ánh mắt tôi biết rồi. Nhìn mắt biết hai mẹ bữa đi vô đám cưới, bữa đám cưới mặt nhân ba bị chữ một lần rồi nhớ không? Là hai mẹ có lần đi chung chơi á. Mà bà ấy bà đi chậm vậy, bà không có đi tới em mà nhanh hay nhanh hay nhầm đó. Bây giờ cái mặt đen xe này em đi trước, xong thì bà đi sau cái tự nhiên hẳn về cái phòng mà mẹ nó đi hồng dành mẹ theo, không nắm tay mẹ. À, anh cũng không biết rồi. Cô đi muốn chuyển xa đó. Đúng rồi, mình đi mà cậu đi với giáo giác như là đi bởi. Cái tâm lý của mổ là gì? Sợ người ta biết đó là mẹ mẹ của con mình bị quê, làm em xấu mình ảnh. Bà đi sao thì bà đi hiên ngang thì đi đúng không? Đi hiên ngang đi, đi sao thì đi. Nó đi vậy đó rồi cái đó lên người ta chửi quá trời. Ôi cô phải thay đổi, cô thấy bình thường. Lâm hiểu cô, mà không giáo hiểu. Gầy Lâm tội nghiệp. Mà cô thấy Lâm nó thương cô, nó cưng cô quá chừng mà khó. Trên mạng không biết nữa nó tội nghiệp. Ôi em nói là mẹ đi làm á, mẹ mặc đồ đẹp đẹp một xíu nha mẹ nha. Xong rồi cái hả đó bữa nè bữa nó là dùng hết một cái rồi đó. Bắt đầu với mấy bà mà nhổ cỏ mà còn nhổ coi giường quá chị, mà mặc đồ thì gớm lắm. Em nói mẹ sao mặc đồ thì gớm, mà nó đi làm mà đi rồi đi bình thường mặc đầm đồ mẹ không chịu mà phải mặc như vậy. Trời ơi, nhìn khẩu trang đó, mình bịch như vậy nó dễ lắm, còn cái khẩu trang khi gỡ ra cái nó chị gỡ ra biết khỏi mắt rồi. Hai chai này là Dương Lâm lấy cho chị Lê Giang, làng Lâm nó tính đi ra xe lấy, nó không con ngồi đi để mẹ đi lấy. Cái thì giờ nắng nôi đi vô cái người ta lại tưởng gì vô Giang, mà Lê Dương bảo Lâm đài mẹ mình ra nắng nôi ra xe. Em là tại vì ăn kiêng nên phải ăn kiêng đúng không? Đúng, đúng rồi. Đàn, đúng không? Một tháng cho biết bao nhiêu tiền em thiệt chị Vũ đó. Đó. Cô ơi. Bao nhiêu tiền cho người ta, lợi xin cơm người ta, cái ta người ta đâu có cho cơm, ta nói ô cô này để ta ăn xong rồi, đâu có biết đâu biết bả là ai đâu. Xong một cái lũ thủi vô một mình khóc biết rồi chưa, không có mét Trấn Thành, mét Nguyên trợ lý Trấn Thành tâm sự. Trời tâm sự với Nguyên ơi. Xong rồi Nguyên vô tâm sự Trấn Thành, Trấn Thành vô ghẹo bả khóc thêm một chặp nữa. Trời cái sao thấy khóc quá nó, mẹ ơi mẹ tức quá chị, nó trời ơi mẹ thèm cái gì, thôi bây giờ điện em điện thoại là hai thố bào ngư tới cho chị ăn liền. Chết rồi mẹ, nếu mẹ thèm là mẹ phải tự đặt chứ mày để gì lần Lâm nó bị cộng đồng mạng chửi nó chết tội nghiệp đó. Sao câu chuyện đó rồi vẫn ăn mặc vậy, vẫn ăn mặc hèm hồ đi lang thang trong máy lạnh không ngồi bị đuổi thủi đuổi 12 giờ trưa sản xuất thấy ngồi ở ngoài nắng thứ kêu vô máy lạnh ngồi không chịu đói á. Không ở đây tụi con nhiều trợ lý lắm, cô vô ngồi trong đây đi, Lâm nó cần gì tụi con lo. Cô ngồi là có con bé nó cầm dù nó che cô đó. Thiệt sự góc đẹp nhất kỳ cái gì. Trời ơi mẹ Lê Dương có Lâm mà. Cô thương Lâm là cô chăm Lâm là một chuyện, cô phải chăm chút bản thân. Tại vì cô mà xịn sò là người ta mới nói Lâm nó tút mẹ nó ngon. Chứ mà cô bèo bèo người ta nói rằng Lâm nó tút bản thân, cô không lo mẹ nó là chết Lâm. Tự rồi xong em vô quay chị, thôi thêm vô quay đi rồi bắt đầu vô phụ em rồi hoặc ngồi chơi. Xong rồi chị biết không, ra lấy khăn giấy ướt á, khăn giấy ướt nha, lau xem, lau bằng khăn giấy ướt đàng hoàng chứ không phải là lau đầu nha. Rồi bắt đầu ngồi cái lau cái bánh nè. Ngồi lau cái bánh từng cái cái lau cái kiếm. Ngồi lau kiếm xong cái tách ra cái ngồi lau dài cho em chị, rồi bà con phải đi nghe nó trời bà này bà nào vậy, nó cứ hại em vậy đó chị ơi. Con mẹ con mà thấy ghét lắm, tôi không tốn tiền sửa xe, ngồi bắt đầu khử từng cục xin gom cán bánh xe nó, ngồi khử từng cục cô ơi, mấy cái đó mà người ta không biết, người ta quay lên là người ta chửi Lâm tội nghiệp lắm. Ví dụ cô thương Lâm, cô thích làm cái gì cô thích làm đúng không, cô đóng cửa lại thôi. Một con ruồi một con mũi cũng không xông vô nhà cô được, cô làm gì cũng được. Còn cô đã bước ra khỏi cửa cô phải nghĩ tới thằng Lâm liền. Mà tại sao em đi đâu em nhắc mẹ theo vậy, đâu mấy em để mẹ ở nhà đi, lý do nè. Thì đó bây giờ là cái lý do là thực sự là trợ lý cũng nhiều lắm, nhà nhân viên nhân ơ bắt đứa đi làm cũng được. Nhưng mà bây giờ mẹ đã già rồi, muốn là hai mẹ con cũng có nhau, đi lúc nào cũng gặp nghe nhau. Thấy bây giờ thường đúng không? Đi xô thường em ít ở nhà đúng không? Đúng rồi. Đó bây giờ hai mẹ con kế bên, nhưng mà bây giờ không đi xô thì làm sao gặp được mẹ đây? Chỉ có cách đó là hai mẹ con mới gặp được nhau. Rồi như là quãng đời còn lại là hai mẹ con dành cho nhau. Vậy đó mà hại con mình hoài. Đó bây giờ mới biết nè, con thấy Lâm bị chửi quá nên con mới hỏi nè. Đó, đánh mình hết rồi, có nghĩa là bây giờ ai cũng biết cô hết rồi, cho nên người ta sẽ quay cô, thích chụp cô, cho nên cô phải luôn đẹp.
luôn Sam thì người ta mới nói là dạ, Lâm nó thương mẹ. Đi làm mà ăn uống thì giờ cũng phải đặt đồ ngon gì ăn đi, nó lo được cho con mà. Biết rồi mà, ăn có gì đâu cũng ăn ngon mà, tự nhiên con ngồi chứ nó cho nó mát mẻ, con ngồi đó có ai xong tự nhiên rồi đi, đi quay chương trình đó là cùng y chang ngày nè, đi quay chương trình đó cô nó cũng có trợ lý rồi nọ, nó là tách trợ lý ra không có trợ lý theo. Xong rồi em đi xong rồi nguyên một cái dòng sông đó bà lội xong rồi bà giác nguyên cái ba lô đồ của em, bà giác như là cô gái Sài Gòn đi mở tở tải đạn nha chị, bà giác trên người mà đi bà giác đi qua sông qua suối nè, bị hai đồ xin quay lại lên cha rồi cũng được. Vậy sao con nhờ cô, mấy cái đó nặng lắm, cô không nhờ mấy anh lớn lớn dở hơn con, nó sợ mất đồ của con hả? Với tụi nó đi xong đi suối không có đành bằng cô đâu, cô vậy thì con gợi ý cho con một cách, cô nhờ mấy đứa trẻ trẻ chuyên cô đi kế bên không cả để mà canh giùm, cô canh bằng cái mắt thôi chứ biết gì cô đâu, tự khen cô lớn rồi mà con khen như vậy người ta coi lên mạng người ta chửi nó nữa. Mà nó đi quay á nó đâu có biết đâu, đến hồi mà nó bị chửi là nó mới biết cô khen á, nếu mà nó mà thấy là nó cũng không cho cô khen đâu. Sao từ cái clip này nha là cô phải ăn mặc đẹp đồ theo ý Lâm. Mấy người nói bớt cầm đồ nặng rồi này kia, lỡ bây giờ lớn rồi cô đau lưng đi tay này, giờ chỉ cầm tiền cái đeo một xoàng Lâm mua về thôi, có mua vàng cho cũng có đeo đâu. Trời đó thấy không, em quen đeo vẫn chịu được mà bây giờ không có ngồi ở ngoài nắng ăn nữa nha, bây giờ vô phòng máy lạnh đi, vô phòng máy lạnh rồi kêu mấy con ơi, cô là mẹ của Lê Dương Bảo Lâm, cô đối mấy cô cho cô một chén cơm. Trời ơi, cô lớn tuổi thì mấy đứa nhỏ bưng cơm bưng cho bưng cho người người cô người bác trong nhà thôi. Bây giờ muốn ở nhà hay là muốn đi? Làm chứ được được. Ủa, đi làm nó được, đồ được, đồ được và đồ đẹp nó khác nha, đồ là đồ xấu. Mà sao lại dùng từ đi làm? Cô là đi chơi, chơi với con mình khi con mình làm chứ cô đâu có đi làm. Giờ có muốn đi không? Muốn đi không? Đó, trời. Bây giờ hứa là không có được ngồi nắng nữa nha, hứa cái đó thôi. Nãy cô coi á, bà ngồi đâu, bà ngồi đâu chị? Ngồi ngoài cái bụi cây mà nắng, đó ngoài nắng đó đó. Để gần sợ người ta quay dính. Nói gì, ta vô trong làm máy lạnh kế bên luôn không vô. Mà không ngồi đó. Mà chuẩn bị máy lạnh ghế này kia cho cô chứ không ngồi gốc cây. Từ bữa nào từ xe rác nó tưởng bịch rác nó hốt đi rồi nói sao xui, nó kiếm không ra. Mấy ngồi gốc cây, mà tưởng mặc đồ đen thui lụi chơi bịch rác, đúng không?